đường rừng của chúng ta sẽ thực sự khỏe ngay trong giai đoạn đầu. Dexter cũng khỏe thôi, nhưng rõ ràng là Dexter giai đoạn đầu có vẻ như là để đánh được một cách chủ động ở khu vực đi rừng là hơi khó, nhưng khi được đẩy lên đường trên thì Dexter đánh chủ động dễ hơn rất nhiều. Đúng là như vậy, và như vậy thì bên phía Buram United Esports họ đã hoàn thiện đội hình của mình với con bài Ibernet. Ibernet cũng là phương án đã được đưa ra dành cho Isilindu. Như vậy thì sẽ là Omen ở đường tà thần Seja và Airi ở vị trí đi rừng rồi. Như vậy là đội bạn đúng là đã đánh Airi ở vị trí đường rừng. Ở trong giai đoạn cuối của trận đấu thì chúng ta sẽ phải dựa cả vào sức sát thương đến từ trợ thủ Gidu nữa. Và đội hình của Sài Gòn Phantom là đội hình ai cũng có thể gây sát thương. Và với đội hình như vậy thì người khổ sẽ là người cầm Elsu, khi người cầm Elsu cũng sẽ phải đánh tương đối cẩn thận. Và ngoài ra thì người cầm Gidu nếu như trong trường hợp đánh tốt thì có lẽ nên bắn chiêu 2 và sau đó sử dụng chiêu cuối để bảo vệ cho xạ thủ của mình, để cho xạ thủ của mình có đất chơi hơn. Còn những người còn lại có lẽ đều lao lên được. Cũng hợp lý, một đội hình mà tôi tin chắc rằng là ở trong giai đoạn đầu thì Sài Gòn Phantom sẽ có phần nào đó những ưu thế về mặt chất tướng, thì có khả năng cấu máu là ổn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi squad tướng đã, tại vì trong giải đấu lần này thì Bâng chơi một lần Dextra rồi. Nhưng trong ván đấu này thì Giway sẽ là người chơi Dextra và Bâng vẫn sẽ cầm Aeron ở vị trí đi đường rừng mà thôi. Bởi vì sắp xếp như thế này còn đẹp hơn ở một điểm nữa là Dextra có thể cầm thêm cấm trụ. Bởi vì chúng ta không thể cầm cấm trụ ở vị trí của Gidu được, nó không, thực sự nó không phù hợp một chút nào với một con bài như là Gidu. Gidu thật sự cần tốc biến và chúng ta nên hy sinh cái tốc biến đó nên cho người chơi ở đường trên. Chúng ta có rất nhiều con bài có thể sử dụng được cấm trụ ở đường trên, và trong số đó có Dextra, Tara, Sennel và thậm chí là Mark nữa. Và đó sẽ là những con bài sở dĩ phù hợp để đánh ở trong trận thi đấu ở đường trên, chứ không phải là Aeron một lần nữa. Chúng ta sẽ có được cho mình Aeron đi rừng ở trong trận đấu này trong tay của Bâng. Sự đối chọi với Bâng sẽ là Airi của First One. Nên nhớ rằng Airi của First One cũng có một sức mạnh rất tốt để đánh vào những tanker hoặc thậm chí là những đấu sĩ mang thiên hướng chống chịu tốt như là Aeron của chúng ta. Vì vậy nên giai đoạn đầu và giữa trận đấu có lẽ kèo cấu máu đến từ Gidu Elsu là cực kỳ quan trọng để mở ra một thế công dành cho Sài Gòn Phantom. Và ở trong thế công đó thì mới hạn chế được sự nguy hiểm đến từ Airi. Và ở trong thế công đó thì chúng ta cũng mới khiến cho bộ đôi Dirac và Ibernet phần nào đó gặp khó khăn. Đây là một bộ đôi với hai cái chiêu cuối cực kỳ lợi hại trong cả công lẫn thủ. Vừa rồi là một tình huống vụ nổ vàng chính xác. Tuy nhiên thì viên viễn chi kích đầu tiên của Red lại chưa có cảm giác tốt nhất rồi. Bởi ở trong tình huống thi đấu đó thì có vẻ như là Isilindu đã ở trong bụi và bị trúng vụ nổ vàng. Chính vì vậy nên Red cũng đã không cảm nhận được ở trong tình huống thi đấu đó. Đây là thời điểm mà chúng ta được di chuyển trước với sự cơ động của bộ đôi Lorion và Gidu. Đây sẽ là tình huống bắn đầu tiên không trúng cả hai. Hơi vội. Nếu mà trúng thì nhìn vào cái lượng máu mất như thế này thì trúng thì cực kỳ ghê luôn. Đây là một pha thi đấu mà có vẻ như Giway sẽ gặp nguy hiểm. Giway không đổi mạng được rồi. Đó là sự xuất hiện bất ngờ của Nunu ở cánh trên. Và đúng như phân tích của bình luận viên Tùng Họa Mì, chúng ta đã có được một cái cấm trụ ở vị trí của Giway. Tuy nhiên vừa rồi cấm trụ cũng chỉ bật lên cho có mà thôi, khi nó cũng không thể giúp cho Giway thoát đi được sau khi đã bị kéo lại bởi Overfly và bị dứt điểm bởi Dirac của bên phía đối thủ đang đánh vào rất sâu. Và cấu máu trụ cũng đang là rất ổn đến từ Sài Gòn Phantom ở cánh rồng. Rõ ràng là ở cánh rồng thì đang làm tốt, mặc dù những cú bắn chưa thực sự chính xác hoàn toàn. Đây là cú bắn của cá. Nó bắn vào Isilindu nhưng lại khiến cho một người khác phải mất đi nhịp biến về rất tốt. Đây là một nhịp biến về vô cùng quan trọng của đội bạn. Một cú bắn nữa và nó trúng cả người lẫn lính. Đây là cú bắn tốt đến từ Red. Đội bạn sẽ không có thế ở trong khoảng 10 giây tiếp theo để có thể giao tranh được, và chúng ta có quyền di chuyển. Chúng ta sẽ di chuyển lên hang rơi thủ vệ, và mục tiêu của Sài Gòn Phantom có lẽ sẽ là cả rơi và cả rồng. Bộ đôi Overfly và First One nên lùi ra khỏi khu vực này, họ biết điều. Tôi nghĩ là như vậy, những người đồng đội phải thông báo thông tin thôi. Và First One cố gắng để có thể tạo ra được một tình huống bất ngờ. Và đó cũng là một tình huống khá thoát tim đối với các khán giả của Liên Quân Mobile Việt Nam. Gidu cùng với Nunu đang cố gắng ăn lén con rồng hắc ám này. Liệu họ có làm được hay không? Đây, cá đã xuất hiện rồi. Rồng hắc ám nó thuộc về ai? Nó thuộc về Nunu. Đó là cú bắn chậm mất 1 mili giây đến từ vị trí của cá, và anh ta đã bị đẩy từ trước đó. Rất đáng tiếc, bởi nếu như đó là một cú bắn thành công thì sẽ là cả chi lẫn trại dành cho Sài Gòn Phantom. Một pha lén vô cùng mạo hiểm và Buriam thành công. Một pha thi đấu mà Buriam cũng hơi kinh nghiệm, và nó cũng cho thấy rằng Sài Gòn Phantom có thể học hỏi thêm từ các đối thủ khác nữa. Đó là pha thi đấu họ hoàn toàn có lợi thế di chuyển, và tôi nghĩ rằng chỉ cần kéo khoảng 4 người lên trên hang rơi thôi và để lại một người để có thể canh giữ được hang rồng hắc ám, đó vẫn là điều mà các đội tuyển khác hay làm
khi có được những lợi thế, đặc biệt là những đội tuyển đang được đánh giá cao thời điểm hiện tại tại giải đấu AWC 2019. Vừa rồi là một tình huống tốc biến rất đột biến đến từ vị trí của Isilinu, bật lên hạt giống sinh mệnh và không là còn lạc lạc ở trên bảng đồ nữa. Đó là một pha phản đam rất hay đến từ Isilinu, thực sự là như vậy. Đó là một pha phản đam rất hay nơi mà Lạc Lạc đã đặt ra chiêu cuối. Lạc Lạc nghĩ mình có thế công nhưng không. Đó là một chiêu cuối rất hay đến từ Isilinu. Và người cây lại có thế chơi rồi, rất nguy hiểm. Người cây lại bắt đầu khỏe lên rồi khi mà Ibanez là người có được điểm chiến công thứ hai vừa rồi. Và vì vậy nên gián tiếp first one cũng sẽ nhẹ nhàng và dễ thở hơn khi anh ta còn có lượng tiền nhiều hơn cả bầng. Ui, về mặt kiểm soát thì Buram cũng đang nhỉnh hơn so với bên phía Sài Gòn Phantom về mặt tài nguyên. Cá và Red thì đang lên đồ theo thiên hướng bắn viễn trình kích với giày thuật sĩ, và kiếm Muramasa được lên với cái nhẫn để giảm 10% hồi chiêu được lên sớm nhất trong số những món trang bị nhỏ của kiếm Muramasa. Lên đồ như thế này và với tỷ lệ bắn viễn trình kích của Red thì nó đang không tối ưu được lượng tiền. Và hơn thế nữa thì cả tỷ lệ bắn vụ nổ vàng của cá cũng đang chưa được thực sự tốt. Đây là một ván đấu mà Gidu Yasu đang có những phát bắn đầu tiên chưa hay, và vì vậy nên chúng ta chưa có đủ lợi thế ở khu vực đường rồng. Mặc dù về mặt chất tướng thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ có lợi thế ở trong khoảng 2 phút đầu tiên thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại khi mà Ibanez bắt đầu có được cho mình cấp độ 4 thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Là một người chơi Yasu khá nhiều thì tôi cũng đã từng rơi vào những ván đấu bắn viễn trình kích không chính xác nhiều rồi. Và càng bắn không trúng thì lại càng cố gắng muốn bắn nhiều. Nhưng lời khuyên của một người đã từng có kinh nghiệm bắn trượt nhiều thì ở trong những trạng thái như vậy nên bình tĩnh lại, ngắm lâu một chút cũng được, cố gắng bắn trúng lấy một viên để lấy lại cảm giác thi đấu. Và sau đó thì mọi thứ có thể sẽ suôn sẻ hơn. Vừa rồi Red bắn trúng một viên trước đó vào Isilidu và chúng ta cũng đã thấy ngay viên thứ hai Red tiếp tục bắn trúng. Nhưng cũng nên nhớ rằng Yasu càng ngắm lâu thì tâm lại càng nhỏ. Vì vậy nên nếu như lấy lại được tự tin thì là tốt quá. Bởi vì rõ ràng là vấn đề của Yasu là ở sự tự tin. Chứ những thành viên đã đánh được Yasu ở trong giải thì đều là những thành viên có kỹ năng tương đối tốt rồi. Chúng ta đang đến với một pha phản công đến từ vị trí Dick Fogel. Ibanez thì luôn luôn rình rập và Ibanez đủ khỏe để phá đi bất kỳ cái bẫy nào mà Red đặt ra. Cá cũng đã vừa check ra được vị trí của Omen. Overfly di chuyển xuống nhưng có lẽ là Yiwei cũng đã báo thông tin để những người đồng đội ở nửa dưới bản đồ có thể canh chừng. Tuy nhiên thì ở trong một thế mà chúng ta đang sử dụng Gindu Yasu Lorion và đánh như thế này thì có lẽ là những Dirac, Ibanez và Cafeni của Buram United Esports họ cũng sẽ rất hài lòng với thế đánh này. Tôi đang chờ đợi một bâng mạnh mẽ hơn ở trong giai đoạn này. Một bâng bỏ bớt một vài những tên lính hoặc thậm chí là một vài những con lính con ở khu vực đi đường của anh ta để có thể đến với giao tranh sớm hơn. Đây là Lạc Lạc đặt ra cho mình một cú cấu máu nhẹ và sau đó bật lên băng xương. Lạc Lạc đỡ được khá nhiều sát thương nhưng đây là một cú tốc biến đôi đến từ cả Nunu. Cũng đây là một tình huống sấy của Nunu thôi. Và một tình huống tốc biến tốt đến từ vị trí của cá khi mà cá cũng có thể bị hạ gục trong tình huống thi đấu vừa rồi. First One đang cực kỳ thoải mái với con bài Airy của mình, trong khi đó ở nửa dưới Silidu chỉ còn dưới nửa cây. Nunu cùng với Divoxen cũng không còn có khả năng phòng ngự quá mạnh liệt được nữa rồi. Người chơi xa thủ của họ đã phải lùi về. Nunu thấp máu tốc biến lên đến từ vị trí của Red và hợp lý rồi. Tiếp tục bắn nào Red ơi. Cá cũng đang có mặt ở đây. Lạc Lạc cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Một viên viên chỉ kích nữa nào. Bầm bọc lại từ đằng sau và thắng lợi lớn thuộc về bên phía Sài Gòn Phantom ở nhánh rồng. Nếu như chúng ta tiếp tục hạ gục được Isilidu ở trong pha thi đấu này, nhưng Bầm còn chưa không đây sẽ chặn được thêm một tay đạn áo nữa quá cứng đến từ người cây. Và rõ ràng đó là một pha thi đấu mà dù sao trên đây chúng ta vẫn có được lợi thế rồi. Khi mà ở đường giữa thì Lạc Lạc cũng đã về để có thể phòng ngừa thành công. Phân Phân không hiểu vì sao nhưng mất rất nhiều máu. Và vì vậy nên Phân Phân có mất cả mạng của mình. Đó là một pha tấn công cần thiết của Bâng. Tôi cần thấy một Bâng như thế này. Một Bâng dám lăn xả hơn. Đây là giai đoạn giữa trận rồi. Và nếu Bâng không thể lăn được tiếng ở trong giai đoạn này thì cũng không còn giai đoạn nào nữa. Thế một pha thi đấu mà có lẽ là First One bây giờ cũng muộn muộn rồi. Rõ ràng là Aeron đang có đủ nội tại để chặt tay đại đo to ở trên người. Và First One vẫn cố gắng đứng đó với một lượng máu thấp. Và sau cùng thì anh ấy đã phải trả giá với cái chuyển sinh đầu tiên. Yiwei cũng mất đi cho mình luôn nồi cưa rồi. Và liệu có thoát về được hay không? Đấy, câu trả lời vẫn là có khi mà cá đã lên kịp. Và cái tốc chính xác là cái cấm trụ cũng đã được sử dụng một cách hợp lý để giữ lại trụ. Nhưng đó là một cú bắn đầy cảm giác đến từ vị trí của Nunu. Trong khi đó thì Yiwei có lẽ là đã không còn nhìn vào màn hình nữa rồi. Khi mà anh Dũng đang ngồi phân tích thì tôi lại nhìn thấy Nunu đặt ra cho mình một lô cốt tử quang ở một góc rất vô lý. Và tôi biết rằng đó là một lô cốt tử quang để anh ta có thể bắn ra chiêu cuối vừa rồi. Và đó là một chiêu cuối đẹp đến từ Nunu. Rất đáng tiếc Nunu có đầy cảm giác. Nên nhớ rằng trước đó anh ta cũng đã có một double kill với Talon.
trong một trận đấu mà anh ta thậm chí không có sai, và lần này là như vậy, cũng là như vậy. Và đây là thời điểm mà chúng ta đã mất đi một cái trụ ở khu đường tà thần xe ra. Yi Wei sẽ đổi đường luôn. Mặc dù là mất đi trụ nhưng nó cũng không phải là quá quan trọng trong tình huống thi đấu vừa rồi. Nhưng Saigon Phantom cần phải được chủ động hơn ở trong thời điểm này. Dẫu sao thì sau pha đánh ở đường rồng, thế đánh và lượng tiền về cân là tôi cũng đã thấy bớt lo đi phần nào đó dành cho Saigon Phantom rồi. Đương nhiên là đối phương có một đội hình led và chúng ta vẫn hy vọng nhiều hơn. Thì đây mới là phút thi đấu thứ 8 mà tôi nghĩ rằng là khoảng 2-3 phút nữa sẽ là thời điểm mà Bâng bắt đầu bùng nổ. Bởi vì Bâng cũng đang có cây đây là 2-0-0 và lượng tiền mà Bâng sở hữu cũng đang là lớn nhất trên bản đồ. Mặc dù vậy thì Phát Xoăn cũng đang theo rất sát, và ở khoảng thời điểm ngang tiền nhau ở 6.000 như thế này thì Bâng đang mạnh hơn. Nhưng nếu một lát nữa khoảng 10.000 tiền ngang nhau thì khi đó Bâng sẽ là người yếu hơn so với IRI của Phát Xoăn. Bởi không chỉ có Bâng sẽ lên 10.000 tiền, không chỉ có IRI của Phát Xoăn sẽ lên cho mình 10.000 tiền, mà lúc đó thì những Nunu, những Dick Fokken cũng sẽ lên tiền, và thậm chí là người cây Isinu cũng sẽ lên tiền. Và lúc đó sẽ là sức sát thương rất khó vào vị trí của Ibanez. Ibanez ở trong ván thi đấu này sẽ tương đối khỏe ở trong giai đoạn sau của trận đấu chứ không phải là vừa. Đây là thời điểm mà chúng ta đã bị bắt lại vị trí của Cá. Ở thời điểm này Cá đang cố gắng để hạn chế toàn bộ sát thương lên người của mình, và anh ta thành công rồi. Lạc Lạc thì sao? Lạc Lạc có một pha chói tốt, tuy nhiên đối phương đã giải mất hiệu ứng của mình, và vì vậy nên không thể có được cho mình điểm hạ gục. Với cú bắn cuối cùng nó cũng đã trượt đến từ vị trí của Red. Ở đây thì Yi Wei còn chiêu cuối không? Không còn chiêu cuối, và vì vậy Yi Wei phải hơi cẩn thận trong tình huống này bởi anh ta còn cấm trụ. Yi Wei cũng có thể sẽ là một đáp án cho bài toán IRI ở trong giai đoạn sau. Ổn, bởi vì ở cánh đầy lẻ thì có thể đánh thắng hoặc đánh thua, nhưng Yi Wei cũng sẽ có được rất nhiều thời gian và cũng có khả năng đảm bảo được an toàn trong những lần chẳng hạn là đối phương bật lên long kiếm với rất nhiều lần kiếm vũ để lướt đến. Thậm chí là Dexter trong đoạn giữa trận cũng là một con đánh rất hay. Đây là Cá. Chúng không Cá ơi. Không trúng mất rồi, hơi tiếc. Nếu như trúng thì có thể là chúng ta sẽ tìm thấy cơ hội để dứt điểm First One. Và nếu như First One lên bảng đếm số thì khi đó con tà thần xây ra cũng sẽ là một mục tiêu mà Saigon Phantom có thể nghĩ đến được. Overfly và G-Way, G-Way còn chiêu cuối, vì vậy nên Overfly không thể bắt vào trong tình huống này. Nhưng G-Way cũng cần phải cẩn trọng. Ở thời điểm hiện tại là một thời điểm cực kỳ căng não. Chúng ta hơn một chút tiền, đây không phải là điều quan trọng. Tôi đang chờ đợi một pha giao tranh ở trong giai đoạn giữa trận, nơi mà Bâng tiếp tục thể hiện được mình. Nếu như Bâng thể hiện được mình ở trong giai đoạn này thì đội bạn chắc chắn sẽ nguy. Mặc dù đã có được giảm hồi máu trong tay của Nunu, nhưng Bâng vẫn sẽ được chơi cực kỳ mạnh mẽ trong giai đoạn này bởi sức sát thương của đoàn là không đủ. Bật lên cho mình mắt ma và đang vô vào vị trí của Kaveni. Thêm một tay đại đao rất tốt đến từ vị trí của Bâng, và quá thấp máu để có thể phát huy được tác dụng đến từ cái hạt giống sinh mệnh. Điểm hạ gục thuộc về Red, và bây giờ thì sẽ là con tà thần xé ra. Hay rồi, hay rồi. Tôi đang muốn, rất muốn xem một pha xử lý tay đại đao như vậy. Và nó đến thật bất ngờ, và nó đến khi mà chúng ta cần nó nhất. Đây sẽ là một tình huống quan trọng. Đây là một tình huống quan trọng. First One có dám vào hay không? Lạc Lạc không còn chiêu cuối. Bâng cũng đang rất cẩn thận. Đây sẽ là một tình huống mà chúng ta mất đi tà thần xé ra. Đó là First One. Mất cả Bâng, mất cả tà thần xé ra, lại là một cú xây phong tử quang quá đẳng cấp đến từ Nunu. Không biết phải làm thế nào với con đi rắc này của Nunu được nữa rồi. Thực sự thì ở trong tình huống thi đấu đó, Nunu cũng đã có một góc đánh rất tốt để có thể xấy ra phá tử quang. Đây là một tình huống đánh ngược lại đến từ Lạc Lạc. Lạc Lạc cần bắt được Nunu, nhưng Lạc Lạc cũng cần phải cẩn trọng nữa khi mà Dick Fokken đã ở đây rồi. Một cú bắn mà có lẽ là Nunu chính là người côn để cho First One có thể lao vào đúng nhịp như vậy. Ngay lập tức cả gục Bâng. Bâng lúc đó còn nội tại và còn chặt được tay đại đao để hồi máu, nên Bâng tự tin. Bởi vì Bâng phải căn chiêu, Bâng phải căn chiêu để ăn cho mình con tà thần xây ra. Được rằng là cái pháo tử quang đó nó lại có thể xuất hiện vào đúng lúc đến như vậy. Và đó là đẳng cấp của Nunu. Bây giờ thì mọi thứ đảo chiều, và khi mọi thứ đảo chiều thì khi đó Saigon Phantom sẽ gặp nguy hiểm. Ở trong thế thủ thì những Gindu Elsu hay thậm chí là cả Aeron của Bâng nữa cũng sẽ gặp khó. Bâng lại còn đang lựa chọn một lối lên trang bị nhiều sát thương. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khả năng chống chịu của Bâng sẽ là giảm đi. Và khi đó thì Bâng có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm. Nhưng đây là một vương quốc vàng đang giữ lại được vị trí của Ibanez. Và điểm hạ gục thứ 3 liên tiếp mà Red thu thập được ở trong ván thi đấu này sau 12 phút thi đấu. Mặc dù là ở trong thế thủ, nhưng nếu như trong trường hợp mà Buriam nóng máu hơn thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội của riêng mình. Bởi vì nên nhớ rằng chúng ta cũng không hề yếu ở trong giai đoạn này. Đặc biệt là nếu như những cú viễn trình kích kết hợp với vụ đổ vàng nó lại tiếp tục chính xác như vừa rồi thì câu chuyện sẽ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây sẽ là giai đoạn mà Saigon Phantom vẫn tiếp tục đánh. Mặc dù chúng ta đã mất đi con tà thần xe ra, một điều kiện thắng quan trọng trong ván đấu ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, nhưng chúng ta vẫn đang đánh lên để kiếp lại thế tấn công. Lần này thì Saigon Phantom không còn thủ nữa.
Nhưng đây là tình huống mà bên phía Buram cũng thi đấu cực kỳ kinh nghiệm. Jiwei bị trói lại trong cái sát vực với một lượng máu là quá thấp. Trong khi đó thì F1 đẩy lẻ ở khu vực nửa trên bản đồ. Và quan trọng là F1 đang có được một lượng tài nguyên lớn, đang cố gắng bắt vào một mục tiêu, đã sử dụng long kiếm rồi. Long kiếm này thì không bắt được ai đâu, chắc chắn rồi, yên tâm đi. Anh em hãy cứ lùi về và chờ đợi Jiwei. Đúng là ở trong giai đoạn late game thì Sài Gòn Phantom sẽ không phải là quá yếu. Nhưng nên nhớ rằng Buram là một đội hình cực mạnh ở trong giai đoạn late game. Tanker thì cũng là những tanker thứ thiệt, chúng ta cũng không có sát thương chuẩn để xuyên qua một cách quá dễ dàng. Những sát thương cũng đều là những lượng sát thương lớn cả. Và quan trọng là muốn độ cơ động thì họ cũng có độ cơ động đến từ Airi. Muốn độ chắc chắn thì họ có một D-Rack của Nunu quá uy tín. Và muốn sát thương lớn, sát thương theo thời gian thì đi Phốc Sen cũng có thể đảm bảo được với con bài Capini. Và để cho chúng ta có thể ngăn chặn được những pha thi đấu đó có thể kết hợp với nhau thì khả năng đến từ cá sẽ là vô cùng quan trọng ở trong ván đấu này. Khi mà cá cũng sẽ đóng vai trò ngòi nổ để khiến cho cú bắn viễn trình kích của Red được chuẩn xác hơn, thì chúng ta cũng sẽ hạn chế được những pha giao tranh bằng người hoặc ít nhất là bằng máu. Bởi vì cá ở thời điểm này chắc chắn là một cá có sát thương. Và không chỉ có sát thương mà anh ta còn có cả hiệu ứng nữa. Hy vọng rằng cá trong đánh ranh thì hay đánh ghi đu đi rừng. Và hy vọng là những trận đấu đi rank cầm Hindu đánh giai đoạn lết nhiều như vậy sẽ giúp cho cá thi đấu thực sự nổi bật ở trong giai đoạn cuối game, để khiến cho Sài Gòn Phantom có cơ hội giành chiến thắng để nâng tỷ số lên 3-2. Bởi vì bây giờ thì thế kiểm soát đã nghiêng về Buram rồi. Ít ra thì về mặt tinh thần chiến đấu chúng ta cũng đã thấy sự khởi sắc quay trở lại với Sài Gòn Phantom. Thật ra vẫn có thể có một pha đánh ra được, bởi vì Dexter ôm đam cực hay ở trong thời điểm này. Nhưng chúng ta vẫn chưa có một pha xử lý nào như vậy cả. Đội bạn thì quá bình tĩnh rồi, bởi vì đội bạn biết rằng mình lết mà. Đội bạn biết rằng là mình có thể bình tĩnh được để có thể ăn dần những mục tiêu, để có thể đẩy lẻ. Đội bạn đang áp dụng rất nhiều lối đánh mà Talon đã để lại ở trong ngày thi đấu hôm qua. Một lối đánh theo kiểu khó chịu và có thể nói là cũng tương đối chuyên trình, khi mà sẽ đánh theo cái kiểu gọi là chờ thời, và cũng như là đội hình càng đánh thì lại càng khỏe. Nhưng rõ ràng là chúng ta cũng có những điều kiện của riêng mình. Thời điểm hiện tại tiền là cân bằng, và ở trong thế tiền là cân bằng như vậy, những sai lầm vẫn có thể diễn ra. Những pha thi đấu như vừa rồi cũng là những pha rất nguy hiểm đến từ đội bạn. Sinh mệnh thì họ cho một người nấp để có thể bắt đi được những vị trí đẩy lẻ của chúng ta nếu như chúng ta lộ sai và quyết định giao tranh nhỏ lẻ với đối phương. Còn dòng bạo chúa này thì nó được kéo ra và chưa đội nào được ăn cả. Và có lẽ là cái hạt giống sinh mệnh của Isilidu nó cũng sẽ hồi nhanh thôi. Bây giờ thì Sài Gòn Phantom lại lùi về rồi. Đánh đi. Họ lại bắt đầu lùi về. Hay là bây giờ đánh luôn. Không lùi về đến hẳn nhà như ván thi đấu trước nữa, mà bây giờ thì Sài Gòn Phantom có niềm tin hơn vào việc sẽ tạo ra được một điều gì đó. Ít nhất là như vậy. Sát vực một lần nữa được sử dụng vào vị trí của Jiwei. Jiwei vẫn còn chiêu cuối, lạc lạc băng vào. Băng cùng với cá đang cố gắng truy đuổi vào vị trí của D-Rack. Nhưng Nunu vẫn rất kinh nghiệm. Lạc lạc cũng đang bị thả diều bởi đi Phốc Sen mất rồi. Red tiến lên đây. Nhưng ở đường còn lại thì First One đang đẩy lẻ, và chúng ta cần có người về, và có lẽ là sẽ phải bỏ con rồng bạo chúa này thôi. Thậm chí chúng ta có thể mất đi một đường ở trong tình huống thi đấu này. Khi mà Sài Gòn Tôm quyết định chỉ về với một thành viên thì có thể chúng ta sẽ mất đi một đường, và có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận việc nhưng mất đi đường đó. Nhưng ở đây thì sẽ có rồng bạo chúa, bởi vì sẽ chỉ có chừng trị nằm trên người của Bâng mà thôi. Overfly cố gắng cò quay nhưng cũng chẳng thể làm gì được cả, khi mà Bâng đã có cho mình quyền ác ám ở trên người rồi. Bị bắn rất đau nhưng còn mắt mà vẫn sẽ bị giữ lại ở trong cái sát vực, và Bâng lùi về được cùng với bùa lợi rồng bạo chúa dành cho đội tuyển Sài Gòn Phantom, khi mà Jiwei cũng đã về kịp và cũng chỉ bắn đi một đường lính siêu cấp mà thôi. Red có điểm hạ gục của Isilidu rồi. Đó là một điểm hạ gục mà chúng ta chưa biết được rằng nó đang đến ở vị trí nào. Nhưng cá là một chính xác hơn là Red là một người chơi bắn tanh rất tốt, và cá thì lại bắn cho mình những chủ lực rất tốt. Cá bắn nhanh hơn và khó né hơn, với việc vụ nổ vàng cũng có tầm chiếu khá rộng. Và đây sẽ là con tà thần xảy ra. Nếu ăn được con tà thần xảy ra này thì cơ hội lại trở lại, bởi đây là một tôn hai bùa. Vừa rồi là một quyết định mạo hiểm nhưng dũng cảm của Sài Gòn Phantom. Đó đồng là ý. Điều mà họ chưa dám đưa ra đồng ở ý. Trong phần trước của ván thi đấu này. Nhưng chúng ta thấy chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ tư nó có ý nghĩa nhiều đến như thế nào về mặt tinh thần, khi bây giờ Sài Gòn Phantom ít nhất là họ cũng đang lấy lại được sự tự tin của mình. Bây giờ sẽ là lúc ép đường, và đây sẽ là sở trường đến từ Sài Gòn Phantom. Sài Gòn Phantom trong quá khứ đã làm rất nhiều lần việc ép nhanh và thắng luôn ở trong 1-2 pha ép đường rồi. Chúng ta không có một đội hình khỏe hơn hẳn đối phương, nhưng với Gidu Eo Sủ có thể mong chờ việc hơn người hoặc hơn máu. Đấy là một điều kiện rất quan trọng. Và hạt giống sinh mệnh nó chỉ có một lần thôi, chứ nó cũng không có mãi được. Trong khi đó thì những chiêu thức của chúng ta lại là liên tục. Thật ra thì nó không phải là kiểu DPS hẳn, nhưng nó lại là có thể sử dụng rất nhiều lần trong một giao tranh.
Còn Đi Phốc Sen thì đồ cuối cùng mà xạ thủ này lựa chọn đó là cái phù chú Trường Sinh để có thể bổ sung thêm khả năng hồi phục sau giao tranh sau những lần bị cấu máu bởi bộ đôi Gindu Elsu. Trong thế công này thì Gindu Elsu lại cực kỳ lợi hại. Ui, nó không bắn trúng Nunu ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Tôi đang rất mong chờ những tình huống cấu máu của cá và những chủ lực của đối phương, vì chẳng có chủ lực nào mà lên huân chương choi cả. Và chắc chắn những cú bắn của cá sẽ rất thấm. Đây là một cú bắn khép góc nhiều hơn là bắn trúng vào thẳng mục tiêu của đối phương, mà thay vào đó khiến đối phương không thể đi lên. Và chúng ta đang lấy trụ một cách rất từ từ chờ đợi, bởi biết rằng là con tà thần Zeta vẫn còn đang tiến lên một cách từ từ. Bây giờ thì mất nội tại của dòng bạo chúa rồi, và chỉ còn nội tại đến từ tà thần Zeta thôi. Saigon Phantom sẽ phải ép tương đối cẩn thận trong pha thi đấu này. Yiwei cũng đã có được sự tự tin với con bài Dextra Fundo, mặc dù KDA chưa phải là quá đẹp. Giống tiên phong đã chạm vào cái trụ thứ hai ở khu vực dưới, nhưng có lẽ là con rồng này nó cũng sẽ không phát huy được nhiều hiệu quả nữa chăng, khi nó cũng đang bị mất máu dần dần. Và Buram đang có 5 người ở đây, họ đang cố gắng tổ chức một pha thi đấu để dọn dẹp con rồng này thật nhanh, và họ đã làm được điều đó rồi. Chỉ cần Red cố gắng để không bị giữ lại trong sát vực thì mọi thứ đều vẫn có thể xảy ra. Red có thể bắn thậm chí là Isilinu. Một chất tướng như Ibanez sẽ sợ một Elsu bắn tay, sợ một Elsu bắn tay. Đây là thời điểm mà có lẽ Red cũng đã bắt đầu phải đổi giày, cũng như là có lẽ là cái giày là cái duy nhất mà anh ta cần phải đổi thôi, bởi vì rõ ràng là anh ta đã chuẩn bị cho mình kiếm Mura rồi. Và nếu như lên cho mình thêm một kiếm Vernier nữa có, thì bắn tay là quá tốt rồi. Đây là thời điểm mà Red cần phải lên tiếng ở trong ván đấu này cùng với cá, một bộ đôi rất quan trọng đến từ Saigon Phantom. Còn ba người còn lại sẽ đóng vai trò cover. Chúng ta biết rằng đội hình của đội bạn là đẹp hơn nếu như thực sự giao tranh tổng 5 năm xảy ra, nhưng chúng ta lại có quyền khiến cho điều đó không xảy ra. Trên màn hình nhỏ của quý vị và các bạn vừa hiện lên hình ảnh của Đi Phốc Sen với 6 danh hiệu MVP tại giải đấu lần này. Có lẽ là ban tổ chức muốn nhắc nhở chúng ta rằng là ở trong giai đoạn cuối game thì Buram có một người chơi cực kỳ uy tín ở mùa giải này là Đi Phốc Sen với con bài Cafe Đi, cùng khoảng 26% đam trong tổng số lượng sát thương mà bên phía Buram có thể tạo ra được. Đi Phốc Sen đang không có KDA đẹp bằng Red, nhưng lại đang có một lượng tiền và một lượng đồ là nhỉnh hơn. Red lựa chọn cho mình món trang bị cuối cùng là huân chương choi để ôi cẩn thận giao tranh có lợi hơn khi phải đối đầu với Nunu. Một lần nữa thì sát vực được tung ra bởi Overfly, nhưng lần này thì cá là người nhận sát vực và nó cũng không quá nguy hiểm đối với người chơi Hindu của chúng ta. Và cá luôn luôn bật lên chiêu cuối để hạn chế tối đa sát thương mà Omen có thể gây ra cho mình, còn những sát thương còn lại thì ta không thể hạn chế nổi. Ở thời điểm này thì vai trò của những người chơi như là cá cũng đang là rất quan trọng. Ở trong trận đấu này thì cá có vẻ như là lựa chọn giáp hộ mệnh chứ không phải món trang bị cuối cùng là một món trang bị tấn công nữa. Anh ta cũng tương đối thận trọng. Đây là một dòng bạo chúa quan trọng. Yiwei đang đứng tanh. Yiwei còn chiêu cuối và thậm chí là còn cả giáp hộ mệnh. Vì vậy nên Yiwei đang cố gắng để tanh cho đồng đội của mình, nhưng chúng ta mất máu nhiều quá. Ăn được cho mình đó là dòng bạo chúa. Red là người có được cho mình quyền năng ác ám. Chúng ta chưa mất ai, nhưng mất đi có lẽ là một cái giáp hộ mệnh của Yiwei rồi. Đường giữa kìa. Buram cũng rất khéo trong quyết định dồn và nhả sát thương lên vị trí của Dextra để khiến cho Yiwei mất đi giáp hộ mệnh trong một tình huống mà Yiwei tự tin lao vào ở một trạng thái máu thấp khi đã bật lên chiêu cuối. Cũng đúng là không sao khi mà Red vẫn đang có quyền năng ám ở trên người, và thế ở hang tà thần Seiza vẫn là một thế mà Saigon Phantom có thể kiểm soát được thông qua những cái ưng chạm vừa được đặt ra như vừa rồi của Red. Bắn đi, bắn thêm một vài phát nữa đi. Ở đường dưới thì First One đang đẩy lẻ và có vẻ như ra hướng đến mục tiêu này rồi. Đây là pha thi đấu mà Gidu cần phải làm được nhiều điều. Không, Gidu không dám làm điều đó khi Isinil đang đuổi ngay phía sau. Đội bạn quyết định lên kiểm soát hang tà thần Seiza, nhưng với những cái ưng chạm như vậy thì đội bạn khó lòng để có thể khiến cho chúng ta không biết được pha tà thần Seiza, và vì vậy đội bạn cũng đang cực kỳ thận trọng trong tình huống di chuyển này. Saigon Phantom có được rồng nhưng nó chưa đủ để giúp cho chúng ta có thể tấn công, bởi vì như đã nói, ở trong một chất tướng giao tranh 5 năm thẳng mặt mà đội bạn có thế đánh thì là cực kỳ nguy hiểm. Đúng là như vậy. Bây giờ thì Saigon Phantom đã bắt đầu tự tin tiến vào hang tà thần Seiza rồi. Ở dưới rồi. Một tình huống bắn vụ nổ vàng cũng cấu được khá nhiều máu của Overfly, và chúng ta sẽ có được con tà thần Seiza lần này rồi. Tiếp tục là bắn cầu may đến từ Nunu. Rõ ràng là đội bạn đã quyết định chỉ cầu may thôi. Ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, Nunu có sức sát thương rất hủy diệt, và vì vậy nên đội bạn hy vọng vào một pha bắn này. Nhưng vì vậy nên Nunu đã mất chiêu cuối. Đây là khoảng thời điểm chúng ta lại có hai bùa thêm một lần nữa. Giữ được thế ép về mặt bản đồ này là điều quan trọng, bởi vì chúng ta không thể để bộ đôi Gidu Elsu phải ở trong một thế thủ hoàn toàn được, bởi trong thế đó thì sẽ tương đối tù. Và rõ ràng là có một thế ép như thế này mới có quyền để bắn vào những chủ lực của đội bạn. Và trong thế ép này thì tôi nghĩ rằng là không chỉ Gindu Elsu mà toàn bộ đội hình của Saigon Phantom đều lợi hại nhất khi được đánh trong thế công như thế này. Yiwei lại một lần nữa kích hoạt lên chiêu cuối và đã hồi lại được lượng máu đủ đầy. Có cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa rồi, dòng tiên phong vẫn còn, đẩy lính vào giữa
và First One sẽ lựa chọn như thế nào, vẫn lựa chọn giải quyết dòng tiền phong. Và Omen thì cũng đang đẩy lẹ ở cái đường mà bên phía Buram đã có đường lính siêu cấp rồi. Yiwei đã bấm biến về. Và như vậy là Buram họ đã giải quyết được cách Saigon Phantom tiến vào nhà họ một cách khá khéo léo. Và họ chưa mất đi một đường lính siêu cấp nào cả ở thời điểm này. Nếu chỉ mất máu của đường lính siêu cấp thì không sao, nhưng đây là pha bắt lẹ đến từ bên phía của đội tuyển Saigon Phantom. Không, chúng ta nghĩ rằng không thể bắt kịp được theo đà di chuyển này đến từ vị trí của Omen. Và đặc biệt là Omen vẫn còn được cho mình đó là tốc biến nữa. Omen sử dụng cho mình phù chú trường sinh để có thể hồi máu ngay tức thời ở thời điểm này. Thậm chí chúng ta đang nhường nốt cả bùa xanh cho Red. Có lẽ bùa xanh bây giờ nhường cho Gidu sẽ là hợp lý hơn. Nhưng không sao cả, Red hay Gidu thì cũng cần bắn nhiều. Và chúng ta cần phải bắn được rất nhiều ở trong những pha giao tranh. Pha thi đấu vừa rồi thì đội bạn đã lấy lại được thế kiểm soát về mặt bản đồ. Nhìn về mặt hướng di chuyển thì chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là điều đó. Nhưng chỉ với một vài cú bắn tốt thôi thì chúng ta sẽ lại có lại bản đồ. Đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì cần phải bắn tốt. Và sách thánh cũng cần phải có những tình huống chớp thời cơ đến từ Lạc Lạc với những quả bắn hất thế giới nữa thì Saigon Phantom sẽ có được rất nhiều lợi thế. Cú bắn của cá bây giờ sẽ cấu đi 1/3 lượng máu đến từ Đích Phong En. Mặc dù Đích Phong En có phù chú trường sinh nhưng nó cấu đi 1/3 lượng máu đến từ Đích Phong En. Không, Đích Phong En cũng đổi phù chú trường sinh lấy giáp hộ mệnh rồi. Đó có lẽ chỉ là một cái phù chú trường sinh 5 giáp hộ mệnh mang tính chất tạm thời thôi. Đang có 5 giáp hộ mệnh ở trên người tất cả các thành viên của họ trong ván thi đấu này. Hơn 40 giây nữa thì con tà thần xê ra thứ tư của ván thi đấu nó sẽ trồi lên. Và cùng thời điểm đó con rồng bạo chúa cũng sẽ xuất hiện thêm một lần nữa. Ván đấu thứ 5 đang diễn ra căng thẳng. Và ở trong ván đấu căng thẳng này thì chúng ta cũng đã trải qua ở thời điểm 1 giờ rồi. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Và tôi hy vọng rằng nếu như có một sự mất tỉnh táo nào đó thì nó sẽ đến từ bên phía của Buriam. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem ai sẽ là người sai lầm ở trong ván đấu căng thẳng này. Sẽ phải có một sai lầm xuất hiện. Và hy vọng nó sẽ đến từ bên phía của đội tuyển Buriam. Chúng ta đang chia người như thế này thì có thể sẽ mất rồng bạo chúa đấy. Sẽ mất rồng bạo chúa rồi. Đừng chết. Còn lại thì sao khi mà First One đã phải mất rồng bạo mệnh và lên bảng đếm số rồi. Bây giờ thì ăn tà thần xe ra đi. Heeway cẩn thận. Heeway đang cố gắng câu kéo thời gian để đồng đội sang. Chúng ta muốn đánh trong tình huống này. Lại người. Đây là một pha mà cá nếu như bắn tốt thì Đích Phong En có thể đi giữ lại. Rồi. Cá bắn. Không được rồi. Isilindu vẫn quá chất lượng với con bài người cây của mình. Trong khi đó thì Overfly vẫn đang có quyền áng ám ở trên người. Nếu dẫn vào thế này thì đối phương vẫn đang còn lô cốt tử quang. Và hơi khó để cho Saigon Phantom đánh vào. Cá không bắn được. Cá không bắn được ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và chúng ta lại còn đang thua máu như thế này thì ra ăn tà thần Caesar thôi. Và ăn Caesar bây giờ thì cũng cần phải lưu ý. Khi chúng ta biết bài của Buram là sẽ cầu may với cái pháo tử quang của Nunu rồi. Và rõ ràng là trong tình huống thi đấu này thì cá cần phải thi đấu thực sự cẩn đây, trọng. Lại một ông ra lấy sai để ông Nunu bắt đầu bắn pháo tử quang. Ăn cẩn thận. Bông. Đây rồi, chúng ta có tà thần xe ra, đội bạn sẽ không dám đánh ra ngay đâu bởi đội bạn chỉ có 4 người thôi. Một pha thi đấu mà đội tuyển Saigon Phantom quyết định không ăn tà thần xe ra bởi họ biết rằng nếu như bắt được pha thi đấu đó thì sẽ là có cả trận thi đấu. Nhưng không thể, cá không thể bắn được. Một pha thi đấu quá tỉnh đến từ Isilindu. Isilindu vẫn rất kinh nghiệm nhưng cá cũng đang cho thấy sát thương của Gidu ở thời điểm late game nó lớn đến như thế nào. Và những viên viễn trình kích của Red chúng ta vẫn đang kỳ vọng vào việc nó có tỷ lệ chính xác là cao hơn. Sách một đi. Chiêu thôi, một chiêu của Nunu thôi. Sách thánh đi. Tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại thì Gidu cần cả sự có thể nói là đôi sách khi hơi nhiều một chút nữa. Sách thánh rồi, đã có sách thánh được lên thay cho cái giáp hộ mệnh vừa bị mất đi. Bâng cẩn thận đến từ vị trí của cá. Bâng đang bị quay lại ở cả không hai có đầu mà không sao. Lùi về được với cái mắt ma này. Nhưng Buram có đẩy tiếp không? Có lẽ là không, khi mà con rồng tiên phong thì chúng ta cũng đang đẩy ở đường ngược lại. Và ở đó thì cũng đang có Yiwei đẩy đường. Đối phương đang kéo cả 5 người lên để giải quyết con rồng tiên phong ở trong pha thi đấu này. Và đấy, có lẽ Saigon Phantom phải chấp nhận bỏ. Yiwei cẩn thận. Yiwei đang phải đối mặt với một tên mà đội bạn đang lên rất đông. Yiwei vẫn còn nhiều đồ chơi, trong đó có giáp hộ mệnh. Đây là pha thi đấu mà Đích Phong En đang đứng khá cao. Vậy ở đường giữa. Ở đường giữa chúng ta đây đánh lên Red đang đi lên rất nhanh. Overfly đã bị phát hiện rồi và Overfly cũng sẽ phải nằm xuống. Red bắn tanh là rất đau. Red cũng đã tăng được rất nhiều tốc độ chạy ở trạng thái tàng hình và chúng ta lấy được điểm hạ gục của Overfly rồi. Đây là một pha thi đấu có cơ hội của Saigon Phantom nhưng anh coi chừng Nunu nên để ý đến cái lô con tử quang của Nunu. Cá đang là một con bài bắn tầm xa vô cùng hiệu quả. Và đây là pha băng vào đến từ Saigon Phantom. Lấy được bao nhiêu đây? Đây là pha băng vào hơi sâu đến từ Yiwei. Bật lên chiều
quấy là khá sớm. Yiwei cần phải lùi ra ngay, Lạc Lạc cũng cần phải lùi ra ngay. Chúng ta chưa lấy được gì quá nhiều. Ở đường giữa thì sao? Lính đang tràn vào, Bâng sẽ lấy được trụ đường giữa. Trụ đường giữa chắc chắn của chúng ta. Và liệu có vào thẳng luôn? Bắn vào đến từ sau. Chặt đây này, đó là rất đẹp đến từ phía chủ Bâng. Vẫn lên rồi được đến từ bắn vào. Đội bạn đã bắn ra được một chiêu khác này, nhưng Bâng vẫn còn. Bâng vẫn chặt tay này nào. Bâng đã phải nằm lại không? Yiwei mới là người phải nằm lại. Đội bạn có 4, chúng ta có 4, đội bạn sắp có ra một người rồi. Hay, đây là pha thi đấu có thể đưa đi chủ lực của đối phương. Ui, đội bạn có liệm. Đây là pha thi đấu có liệm. Cả bắn trượt mất rồi. Rất tiếc dành cho Sài Gòn Sa Tôm. Khi mà cuối cùng thì mới chỉ là hai đường lính siêu cấp mà thôi. Ở phút thứ 28 này thì hai đường lính siêu cấp nó là nhiều, nhưng nó chưa phải là tất cả. Đó là nhiều, và đó là một cơ hội lớn. Đó là một cơ hội lớn. Nếu như pha thi đấu vừa rồi chúng ta lấy 3 đường thì có lẽ chúng ta lấy được cả 3 đường, bởi vì tường còn lại quá ít máu, và nếu như mà muốn có thể thanh trụ. Nunu đã lên sách thánh, và ID thì lên cho mình thêm một món trang bị công. Có vẻ như anh ta mất đi ra một mạnh rồi. Anh ta lên 2, anh vẫn hiểu. Ồ, nhưng bên phía đội hình của Buriram đã bán đi toàn bộ trang bị truy hồn của họ rồi. Có nghĩa là Bâng sẽ được chơi nhiều hơn ở trong những pha giao tranh. Rõ ràng là đội bạn đã không có một cái sách truy hồn và đao truy hồn nào, và hơn thế nữa thì những cú bắn từ xa đến từ vị trí Giruelsu là rất tốt. Đây là pha đẩy lẻ đến từ vị trí của Bâng. Chúng ta cần phải lấy chặt đội bạn về. Đừng để cho đội bạn về. Một người thôi, giữ lại một người thôi là được. Không kịp rồi, có lẽ là không kịp rồi, khi mà Omen cũng đã có mặt ở phần sân nhà của Buriram một cách khá kịp thời. Ăn rồng đi, ăn rồng đi. Yiwei cũng đang có được sự dũng mãnh của Dextra vào thời điểm này. Ăn rồng đi. Và rồng bạo chúa đúng là mục tiêu mà bên phía Sài Gòn Phantom lựa chọn. Nhưng đối phương cũng đang ở rất gần đây. Rồng tiên phong cũng đang thả ở cái đường lính siêu cấp còn duy nhất của bên phía Buriram. Rồng ngon kìa. Rồng bạo chúa đã thuộc về Bâng rồi. Rồng sẽ có quyền năng ám nằm trên người của Bâng. Có rồng kìa, có rồng kìa. Rồng tiên phong có làm gì được hay không đây? Con rồng chưa làm việc rồi, con rồng đang đánh vào lính rồi. Và à không, tôi rồng của bên bạn, rồng của bên bạn. Tôi cũng bị lú rồi. Tôi cũng đang hơi bị, có thể nói là quá lâu cho một trận thi đấu. Nó đã là hơn 1 giờ sáng rồi và trận đấu vẫn đang là quá căng thẳng. Phút thi đấu thứ 30. Sài Gòn Phantom cần phải cẩn trọng trong ván điều này. Phật Xuân đang muốn bọc ra. Yiwei cần phải cẩn trọng. Yiwei cần phải lui về ngay. Anh ta không có giáp hộ mệnh. Không còn chiêu cuối luôn. À đây rồi, bật chiêu cuối rồi. Yiwei bắt đầu quay ngược trở lại, trả sát thương khá đau lên người của Defoxen. Một cú bắn của cá cũng là khá tốt. Yiwei lại một lần nữa bị trói ở trong sát vực. Lần này thì Yiwei có làm được không đây? Yiwei chống chịu rất lâu. Yiwei rất co quay trước khi bị hạ gục bởi Nunu. Cá, thế trận mà Yiwei đang làm được là đủ để giúp cho Sài Gòn Phantom tiến lên bắn tốt đến từ vị trí của Red. Cá đang cố gắng Bâng đợi từ bên đông. Một tình huống mắt ma, nhưng Overfly đã lùi về được, Nunu cũng đã lùi về được. Lạc cẩn thận, Lạc cẩn thận, Lạc phải lùi về ngay. Một pha thi đấu mà Lạc cũng đã hổ báo để có thể tốc biến lên. Nhưng cuối cùng thì Lạc cũng đã lùi về được rồi. Ở thời điểm hiện tại đội bạn có 5, chúng ta chỉ có 4. 30 giây nữa thì Yiwei mới ra, và vì vậy nên chắc chắn là đội bạn muốn tấn công trong pha thi đấu này. Phòng ngự được pha thi đấu này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, và thậm chí đây có thể là cơ hội để phản công. Cá đang bị quay, cá có thể về được ở trong tình huống này bởi vẫn còn trụ đó. Phật Xuân bị Bâng đẩy lẻ quá đau. Bâng quyết định đẩy lẻ trong tình huống này, chỉ cần phòng ngự thành công. Không. Hay Bâng. Bâng có lẽ là cần phải dẫn lính lên để lấy trụ luôn. Bâng cần lấy trụ luôn. Lấy trụ luôn. Bâng sẽ lấy trụ luôn. Bâng nữa đánh cả quyền nã. Đánh sẽ là ba trụ, và pha này thì Bâng vẫn còn mắc ma để hy vọng đến việc có thể thoát về được. Bâng làm được hay không đây? Vẫn còn một chút máu nữa. Không được rồi. Không được rồi Bâng ơi. Còn 300 máu cái đường lính đó nữa. Nhưng chúng ta giải quyết được xong tên lính đường giữa. Ít nhất là cái đường gần nhất để đến với chiến thắng của đội bạn đã hết lính rồi. Và vì vậy nên đội bạn cũng không có đường để đi. Đội bạn quyết định tấn công lên đường trên. Nhưng chúng ta cũng đang lùi về rồi. Có một người cảnh giới, đó là Red. Red cảnh giới thành công cho Lạc Lạc lùi về. Chúng ta chưa mất đi bất kỳ một ai nữa ngoài Bâng. Bâng còn 29 giây. Không có lính. Ở đường dưới. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Bắt được First One. Bắt được First One rồi. Yiwei cùng với cá đã có một tình huống kết hợp tốt để bắt được First One. Chúng ta đã quá hiểu những bước di chuyển lẻ đến từ người chơi đi rừng của bên phía Buriram. Bắn rất đau đến từ vị trí của cá. Và Nunu ở trạng thái máu này thì Buriram cần phải về thôi. Bâng sẽ quay trở lại sau 9 giây nữa. Và thời điểm đó là thời điểm mà Sài Gòn Phantom có quyền ăn tà thần xe ra để lấy đường lính siêu cấp cuối cùng. Tôi nghĩ rằng không cần tà thần xe ra cũng có thể lấy được đường lính cuối cùng. Chỉ một phát bắn thương đến từ vị trí của Red thôi, chắc chắn cái trụ đó sẽ đổ. Và bên phía của Sài Gòn Phantom có thể nghĩ đến Yiwei sẽ là người vào. Yiwei đang là người vào trong pha thi đấu tức này. Tức là bây giờ là lấy con tà thần ra mà câu. Lấy con tà thần ra mà câu, sau đó thì Yiwei tràn vào. Đấy rồi, Yiwei sẽ tràn vào. Yiwei đang giấu sai. Tà thần ra, đợi đội bạn ra tà thần ra. Không, Yiwei không cần phải chờ đợi. Yiwei quyết định lấy đi cái trụ này. Đã có đường lính thứ 3, thậm chí là Yiwei sẽ làm mồi nhử để chúng ta ăn đi cho mình con rồng bá chúa này. Mà đội bạn sẽ bắt rồng bá chúa. Đội bạn có bắt được Yiwei hay không? Có lẽ là có. Bắt được. Nhưng mất nhiều thời gian.
Niu Ây sẽ có rất nhiều thời gian để có quả. Ui, không kịp bật chiêu cuối, tiếc thế. Không sao, không sao, dù sao chăng nữa thì Niu Ây cũng đã hoàn thành được sứ mệnh của mình rồi. Dù có quả quay được thì cũng chỉ là khoảng 5 giây thôi. Bây giờ đội bạn muốn tràn lên, bởi đây là tơn thi đấu mà đội bạn lợi người. Đây là một tình huống thi đấu nguy hiểm dành cho chúng ta, đây là một tình huống thi đấu nguy hiểm. Nhưng những cú bắn từ xa cần phải phát đi tác dụng ở trong giai đoạn này. Họ chỉ có một tơn này ở đường giữa thôi và phá đi được hai con lính này là xong. Ở hai đường lính vẫn đang là rất cao dành cho Sài Gòn Phát Công. Nhưng đây là lỗ con từ quang được dựng ra, Nunu cũng đã tắt biến ra ngoài rồi. Nunu đang cố gắng chơi, đang băng vào đến từ vị trí của Isilindu. Đi Vox Sen cùng Nunu đang được chơi, hãy ngăn cản hai người họ lại. Đi Vox Sen bị tìm thấy rồi, tốt lắm mọi người. Một tay này đào rất hay, không còn Đi Vox Sen ở trạng thái có nguyên cho mình cả. Bắn, cái giáp bảo bệnh nữa, cá đang liên tục bắn. Isilindu cũng bắn giáp bảo bệnh một lần nữa rồi. Cá vẫn làm được, vẫn đang làm được đến từ bộ đôi Gindu Elsu ở phút thi đấu thứ 33 này. Tìm được đích phong bền không? Tìm được đích phong bền. Đó là hay cả. Cá một cú bắn quá nhạy cảm đến từ cả. Cá sẽ không cho Nunu phép cho tình huống này. Tiếp tục là một bàn thắng của cá. Red lao lên, vẫn còn một mạng, nhưng mạng này sẽ mất đi ngay thôi. Bốn đánh hai cùng thêm một con rồng tiên phong nữa, và Deep Ocean cùng với Overfly sẽ phải làm thế nào để phòng ngự trong pha thi đấu này đây? Tôi không nghĩ rằng là họ có mọc thêm 3 đầu 6 tay thì cũng không thể phòng ngự được pha thi đấu này nữa rồi. Chiến thắng sẽ là 3-2 dành cho Sài Gòn Phantom ở trong ván thi đấu bản lề. Chắc chắn là như vậy rồi, không có tuổi trong ván thi đấu này để có thể phòng ngự được, và đó là 3-2 dành cho Sài Gòn Phantom. Một ván thi đấu kiên cường, và đó là ván thi đấu mà Sài Gòn Phantom đã thi đấu đoàn kết cùng với nhau.